Thưa quý vị, mưa lớn kèm theo dông lốc vừa xảy ra ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Nghệ An khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng trăm hecta lúa hoa màu bị ngã đổ hư hại nặng. Một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn một số xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều 28 tháng 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến 9 nhà dân ở xã Phong Sơn và xã Bình Tiến bị tốc mái. Tại các xã Phong Sơn và Phong Xuân, mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng đã khiến 360 hecta lúa đông xuân bị đổ ngã. Hôm qua, tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh, cũng đã có mưa to đến rất to kèm theo lốc xoáy. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hồng, đánh giá ban đầu có khoảng 30 nhà dân bị tốc mái, trường mầm non bị thiệt hại nặng, tốc hoàn toàn phần mái. Hơn 50 hecta ngô vụ xuân, 115 cây ăn quả của người dân cũng bị đổ ngã hư hỏng. Trong ngày hôm qua, tại một số địa phương như Tương Dương, Anh Sơn, Quỳ Châu, Đô Lương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Diễn Châu của tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra dông lốc, sét và mưa đá. Thiệt hại được thống kê ban đầu có 187 nhà bị hư hỏng, có 8 phòng học bị tốc mái, hư hỏng, 40 mét tường rào nhà dân bị đổ. Diện tích cây hoa màu bị thiệt hại trên 240 hecta, trong đó bị thiệt hại trên 70% là gần 44 hecta. Có trên 100 hecta cây rừng bị thiệt hại, trong đó 75 hecta bị thiệt hại trên 70%.